Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Taka Channel. Bạn hỏi là: chào anh, chúc anh sức khỏe. Rồi, cảm ơn bạn. Em tham khảo thấy con XZ3 5,1 triệu với cả S9 Plus 5,490 triệu. Đây, 5,190 triệu coi như là 5,2 triệu với 5,5 triệu đi, lệch nhau 300. Xét về mọi mặt thì có đáng hay không thêm 300.000 để mua S9 Plus hay không? Em cảm ơn. Cá nhân mình thấy như này này: mua laptop cũ giá rẻ, bảo hành trọn đời, đến ngay tinphatlaptop.com. Mua qua kênh Dương Dê, giảm luôn 300.000 đồng. Xin chào các bạn, mình là Dương Dê. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với tư vấn điện thoại trên kênh YouTube của mình. Và trước khi vào cái số tư vấn điện thoại lần này thì giống như bao nhiêu số trước thôi, đó là nếu bạn nào muốn mua điện thoại giá rẻ nhất thị trường thì có thể tham khảo qua điện thoại hay.vn. Điện thoại hay là một trong những đơn vị bán iPhone, iPad nguyên bản, hàng nguyên bản đấy nhá, giá rẻ nhất. Và các bạn hoàn toàn có thể mời thợ nào giỏi nhất Hà Nội đến test tiêu thứ thoải mái. Nếu phát hiện ra hàng dựng thì họ đến sẽ đền lại gấp 10 lần tiền cho các bạn. Thế còn đối với cả những cái con máy nào mà đã qua sửa chữa như nào đó thì họ cũng sẽ nói rất rõ ràng tình trạng máy cho các bạn. Ví dụ như là ngày xưa cái iPhone 5C dựng vỏ là họ cũng nói luôn, không gì phải giấu giếm cả. Đấy. Ngoài ra nữa thì Điện thoại hay họ cũng sẽ bán những sản phẩm hàng mới, ví dụ như là Realme, Xiaomi và Vsmart, giá cũng coi là rẻ nhất thị trường. Đấy. Còn nếu các bạn muốn mua phụ kiện điện thoại giá tốt thì có thể tham khảo qua chơihay.vn. Và nếu muốn mua laptop cũ giá rẻ thì có thể tham khảo qua tinphatlaptop.com nhé. Nghĩa là bất kỳ nhu cầu các bạn cần cái gì thì gần như là cũng có đủ hết rồi. Mình đã để ở phía dưới phần mô tả video này. Các bạn thích cái gì thì các bạn mua cái đó. Được chưa? Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với những câu hỏi chi tiết của ngày hôm nay. Câu hỏi đầu tiên đến từ bạn Hào Nguyễn. Bạn hỏi là: sao anh không tư vấn điện thoại Sony? Em thấy Sony đang trở lại rất mạnh mẽ mà. Thực ra ấy, là ở trên kênh YouTube của mình là mình đã giới thiệu với rất nhiều các sản phẩm của Sony rồi. Ví dụ như là XZ2 này, các bạn có thể xem này, thời gian gần đây nó khoảng 4 triệu này. Rồi là XZ2 Premium và XZ3 tầm khoảng hơn 5 triệu này. Hay là con Xperia 1 Mark 1 ấy, Xperia 1 đời đầu tầm khoảng 8,7 triệu gì đó. Đấy, thì mình có giới thiệu chứ không phải không có giới thiệu. Đấy, tuy nhiên là đối với những sản phẩm Sony hay là giả sử như trước kia là những sản phẩm LG ấy, thì những cái sản phẩm này cái số lượng về nó theo đợt, nghĩa là ví dụ như là tháng này cửa hàng họ về XZ2, tháng sau về XZ3 chẳng hạn. Đấy, thì họ chỉ bán trong khoảng vài tuần dưới một tháng là họ hết hàng thôi. Thế xong lại phải đợi một đợt rất là lâu nữa thì mới lại có những cái đợt lô hàng đó về. Nên là thành ra là lúc mà mình tư vấn ấy, thì mình sẽ tư vấn xem là cái thời điểm này liệu nó còn hay không. Nếu không còn thì thôi tư vấn làm gì. Tư vấn các bạn lại không mua được thì lại mất thời gian của các bạn ra, đúng không nào? Đấy, với cả thêm nữa đó là trong mỗi số tư vấn ấy, thì mình sẽ luôn luôn tư vấn theo cái nhu cầu của các bạn. Ví dụ như bạn bảo mình là anh tư vấn cho em một cái điện thoại mới tinh, thế thì làm sao mà mình có thể tư vấn những điện thoại Sony này được, đúng không? Bởi vì bản chất là nó là những điện thoại hàng cũ mà. Đấy, hay là ví dụ như bạn bảo là cái yêu cầu của bạn phải là một chiếc điện thoại mà nó phải nghe nhạc thật là hay, hay là phải có camera góc rộng nhưng mà lại chỉ có trong cái tầm giá khoảng 4-5 triệu thôi, thế thì Sony lại hàng cũ lại không có mấy con đó. Đấy, ví dụ như là góc rộng thì làm gì có con XZ2 với XZ3 làm gì góc rộng đâu. Đấy, kiểu như vậy. Đấy, thì nghĩa là mình sẽ luôn tư vấn dựa vào cái nhu cầu và cái túi tiền của từng bạn một, nên là mỗi bạn có một cái sự tư vấn khác nhau. Đó. Rồi, chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Siêu Linh. Bạn hỏi là: anh Dương ơi, anh test con Mi 9T và Poco X3 với ạ. Không biết là bạn muốn test cái gì, nhưng nếu mà về vấn đề test game ý, chơi game, thì thực ra là về mặt thông số là Poco X3 sẽ có phần nhỉnh hơn Mi 9T về mặt chơi game. Nhưng mà về mặt trải nghiệm thực tế thì bản thân con chip Snapdragon 732G của Poco X3 nó thể hiện không khác mấy so với 730 và 730G. Đấy, nên là có thể coi là về trải nghiệm thực tế nhá, thì nó xem với nhau. Nhưng mà về thông số thì Poco X3 sẽ có hơn, đấy là về game. Thế còn những yếu tố khác thì sao? Mình sẽ đánh giá là Mi 9T sẽ hơn về mặt thiết kế, nhưng mà cái màn hình thì không có tần số quét cao bằng Poco X3. Hiệu năng thì Poco X3 về thông số tốt hơn đấy. Về camera thì mình đánh giá là hai con này có camera khá là ngang nhau, nhưng mà về pin thì Poco X3 sẽ nhỉnh hơn. Đấy, về cơ bản là Mi 9T bây giờ thì bạn cũng rất khó có thể mua được ở phân khúc hàng mới. Còn Poco X3 gần như là một chiếc điện thoại vô đối ở trong cái tầm giá của nó rồi. Vô đối ở trong cái tầm giá khoảng trên 6 triệu rồi, trong phân khúc hàng chính hãng. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Trương Toàn. Bạn hỏi là: giữa LG G8, G8X, V50 thì nên lựa chọn cái nào? Mong anh tư vấn. Cá nhân mình thì sẽ nghiêng hẳn về V50, bởi vì V50 thì nó là một chiếc điện thoại nó hội tụ được nhiều yếu tố. Ví dụ như là thiết kế kính kim loại này, thiết kế của LG không có gì quá nổi bật, nhưng màn hình thì cũng là màn hình 2K, có mỗi con G8X là không có màn hình 2K thôi. Đấy, hiệu năng thì khá tốt, chip 855 cả ba con này đều là tốt rồi. Camera V50 cũng ổn, rồi là pin V50 là 4000 mAh thì bằng với cả G8X và hơn so với cả G8. Đấy, G8X kia thì được cái là cái pin của nó ổn.
Đấy, pin của nó ổn hơn nhưng mà màn hình của nó bị cắt giảm đi so với LG G8. Nếu mà là mình thì mình nghĩ là mình sẽ lựa chọn V50. Và có một cái điểm quan trọng của V50 hơn so với cả G8 và G8X đó là nếu bạn mua V50 bạn có thể mua thêm một cái màn hình phụ nữa. Mình đã làm video về LG V50 rồi và nó có hai màn hình sử dụng rất là ngon. Cái màn hình phụ của V50 bây giờ bán ở trên thị trường chắc chỉ loanh quanh tầm 1 triệu đến 1 triệu 2 thôi. Đấy thì các bạn có thể tham khảo qua mua V50 nhé. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Quang Hoàng Hà. Bạn hỏi là cho em hỏi là máy kháng nước kháng bụi nào có giá tốt nhất bây giờ nếu mua máy mới hay máy cũ với tiêu chí là nghe gọi dùng mượt lâu dài. Cảm ơn anh. Nếu mà là mình ý, thì mình thấy là kháng nước kháng bụi thì bạn nên mua máy mới, bởi vì là máy cũ ý, kể cả nó có được công bố khả năng có khả năng kháng nước kháng bụi nhưng về lâu về dài thì nó sẽ bị hao mòn theo thời gian, đúng nào, và nó chắc chắn cái khả năng kháng nước kháng bụi của những cái máy cũ thì nó không thể bằng được cái thời điểm đầu rồi đấy. Và một chiếc điện thoại mà có khả năng kháng nước kháng bụi giá rẻ mà mình cảm thấy ổn nhất bây giờ nó chính là cái con Poco X3. Mặc dù cái tiêu chuẩn kháng nước kháng bụi của nó chỉ là IP53 thôi, nhưng mà mình nghĩ là chả bạn nào mà mang điện thoại xuống bể bơi ngâm xuống xong rồi chụp ảnh đâu, đúng nào. Đấy thì IP53 mình thấy là đủ để cho chúng ta có thể giả sử như nhỡ may đang đi đường trời nó đổ mưa thì cũng không cần phải vội vàng cho ngay điện thoại vào trong cốp xe, chúng ta cứ đi một đoạn đấy. Hay là ví dụ đang để điện thoại trên bàn, nhỡ may có cốc nước nó đổ lên trên bàn, đổ lên điện thoại ấy, thì cũng không cần phải quá lo lắng bởi vì là đã có kháng nước kháng bụi IP53 rồi. Đấy thì con Poco X3 là có cái đó. Ngoài ra nữa thì Poco X3 nó có bộ loa kép stereo và loa của nó nghe ổn. Đấy, chứ không phải là nghe theo kiểu là nghe dạng nghe cho có giống như một số những máy điện thoại giá rẻ khác. Chip thì là chip Snapdragon 732G là chip mới. Rồi camera của nó cũng đủ ngon, màn hình 120Hz và đặc biệt nữa là nó có viên pin rất lớn, đó là hơn 5000mAh. Đấy thì đối với cả cá nhân mình nghĩ là con Poco X3 gần như là cái con mà ổn nhất với cái việc là có trang bị khả năng kháng nước kháng bụi máy mới đấy nhá. Đấy, giá rẻ. Tiêu chí nghe gọi thì bạn sử dụng mượt mà lâu lắm. Nếu mà chỉ nghe gọi không, con này sử dụng còn lâu nên là bạn cứ yên tâm. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Taka Channel. Bạn hỏi là chào anh, chúc anh sức khỏe. Rồi cảm ơn bạn. Em tham khảo thấy con XZ3 5.1 triệu với cả S9 Plus 5.490 triệu, đây là 5.90 triệu, coi như là 5.2 triệu với 5.5 triệu đi, lệch nhau 300. Xét về mọi mặt thì có đáng hay không thêm 300.000 để mua S9 Plus hay không, em cảm ơn. Cá nhân mình thấy như này này, đầu tiên về thiết kế thì mình sẽ lựa chọn S9 Plus bởi vì mình không thích cái thiết kế của XZ3 ở cái chỗ là cái cảm biến vân tay của nó đặt rất là chán, rất là kém, đặt ở giữa mặt lưng bao giờ. Thứ hai nữa là mặt lưng của XZ3 nó rất là trơn, cảm giác cầm nắm không tốt bằng S9 Plus và chúng ta có thể xoay cái XZ3 giống như một cái spinner được. Đấy, nên là bản thân mình thì sẽ không lựa chọn XZ3 về mặt thiết kế mà mình sẽ lựa chọn S9 Plus. Nhưng mà về màn hình ý, thì mình sẽ lựa chọn XZ3 bởi vì là có một cái điểm rất là khó có thể nói được, nhưng mà rõ ràng là Sony nó luôn luôn cho mình một cái cảm giác là nhìn vào màn hình có thể thích được luôn ý. Đấy. Đấy, mặc dù là S9 Plus cũng là một chiếc điện thoại có màn hình rất là đẹp. Về mặt hiệu năng thì hai sở này nếu mà S9 Plus Mỹ với cả XZ3 thì cũng xem với nhau thôi, nó cũng không có điểm gì là quá khác biệt cả đâu. Nhưng mà S9 Plus là có cái phần RAM nó sẽ nhỉnh hơn, RAM 6GB đấy. Đấy, nên là thôi cứ nói cái gì nói S9 Plus vẫn có cái hiệu năng nhỉnh hơn tí. Về camera thì mình sẽ lựa chọn S9 Plus. Đấy, XZ3 là một chiếc điện thoại có camera cũng ổn nhưng mà so với S9 Plus thì có thể mình thích hơn thôi. Cái đấy là cũng tùy vào cái cách nhìn của mỗi người, cách đánh giá theo tiêu chí của mỗi người chụp ảnh trong những hoàn cảnh nào. Về pin thì mình sẽ lựa chọn S9 Plus có phần pin nhỉnh hơn một tí. Đấy. Và về cái vấn đề thương hiệu, vấn đề sửa chữa, vấn đề về sự an tâm thì mình nghĩ là nên mua S9 Plus thì nó lành hơn. Nó lành hơn ở cái chỗ đấy. XZ3 thì cũng được thôi, nhưng mà vấn đề là nếu mà xảy ra hỏng hóc thì việc sửa chữa nó sẽ khó khăn hơn là S9 Plus ấy. Chứ còn đắt tiền thì mình nghĩ là đắt tiền như nhau thôi. S9 Plus sửa chữa nó cũng đắt lắm, nhưng mà cơ bản là chúng ta vẫn có thể có cơ sở để mà nếu mà xảy ra hỏng hóc thì cũng không phải đợi quá lâu cái linh kiện nó về. Đấy. Rồi chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Only ZTB. Bạn hỏi là anh tư vấn hộ em bây giờ nên mua iPhone 8 cộng hay là iPhone 10R. Chúc anh nhiều sức khỏe. Rồi cảm ơn bạn. Mình thì đã so sánh khá là nhiều rồi, nhưng thôi hôm nay cũng nhắc lại bởi vì là cũng rất nhiều bạn comment lại cái câu hỏi của bạn OliZTB này. Bạn ấy bảo là cũng có cùng một cái sự quan tâm như này. Đấy, thế thì cá nhân mình thì thấy là thiết kế thì mình sẽ lựa chọn iPhone 8 Plus bởi vì nhìn nó có cái cảm giác nó sang hơn, đặc biệt là các bạn lựa chọn cái phiên bản màu gold ấy, nó đẹp lắm. Nhưng mà thiết kế mới hơn, viền mỏng hơn, trông hiện đại hơn thì sẽ là iPhone 10R. Màn hình thì mình sẽ lựa chọn iPhone 8 Plus. Đấy, nhưng mà hiệu năng thì sẽ là iPhone 10R.
Camera chính sẽ là iPhone 10R, nhưng mà iPhone 8 Plus thì sẽ có thêm camera tele. Đấy, pin thì mình sẽ lựa chọn iPhone 10R trong hơn. Đấy, loa ngoài thì hai con xem xem với nhau thôi. Hiệu năng thì rõ ràng rồi, iPhone 10R là tốt hơn. Đấy. Nếu mà là mình ấy thì mình nói thật, mình sẽ mua iPhone 10R, không mua iPhone 8 Plus ở thời điểm này nữa. Đó. Rồi. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn 2802. Nong Hung bạn hỏi là tại sao màn hình LCD lại không tích hợp được cảm biến vân tay? Đây là cảm biến vân tay bên trong màn hình nhỉ? Đấy, bởi vì là thời điểm này nhá, thì mình thấy là có một số hãng đang chuẩn bị phát triển cái cảm biến vân tay bên trong màn hình LCD. Đấy, đang phát triển. Nhưng mà cái việc này mình nghĩ là nó sẽ tốn kém hơn, nó mất thời giờ hơn so với việc tích hợp vào trong màn hình AMOLED. Bởi vì đơn giản là màn hình AMOLED là điểm ảnh tự phát sáng và tấm nền của nó vô cùng mỏng. Đấy, còn màn hình LCD sử dụng đèn nền và tấm nền nó khá dày, nên là sử dụng cái cảm biến vân tay bên trong màn hình nó sẽ khó khăn hơn rất nhiều so với việc là sử dụng màn hình AMOLED. Nên là hầu hết các hãng sử dụng màn hình AMOLED cho nó thời gian nó nghiên cứu nó đỡ lâu. Đấy, có thể tích hợp được luôn. Đấy, thì đấy cũng là cái điểm mà chúng ta cần phải chú ý. Rồi, và chúng ta sẽ đến với câu cuối cùng ngày hôm nay. Một câu hỏi cũng ngoài này vui vẻ thôi. Đến từ bạn Khắc Việt. Bạn hỏi là: anh Dương ơi, anh lên xem qua kênh Trắng Auto và kênh Xe Hay review ô tô Beijing X7 688 triệu, lăn bánh là khoảng 750. Xe đấy đi rất hay mà giá tiền lại rất rẻ. Em mà có tiền thì em cũng mua xe Beijing này, mặc dù em rất thích. Rồi. Cá nhân mình thì thấy là đây là một chiếc xe ô tô có thiết kế đẹp. Đặc biệt là cái nội thất của nó thì cực kỳ đẹp. Mình thật chứ nội thất xe Vin của mình mà đẹp như con đấy thì chắc là hết bài. Nhưng thôi, cá nhân mình thì thấy là mình thích xe Trung Quốc về Việt Nam nhiều. Bởi vì rất đơn giản thôi, nếu mà xe Trung Quốc về Việt Nam nhiều thì giá xe ô tô ở Việt Nam của chúng ta nó mới rẻ được. Cũng giống như ngày xưa ấy, trước khi điện thoại Trung Quốc về Việt Nam thì nói thật với các bạn chứ giá điện thoại Việt Nam nó không hề rẻ đâu. Đấy, nhưng khi điện thoại Trung Quốc về Việt Nam ồ ạt thì các bạn sẽ thấy đấy, rất nhiều hãng điện thoại phải giảm giá để mà cạnh tranh với điện thoại Trung Quốc. Đấy, thì mình cơ bản là mình mong con này về thật nhiều để cho giá xe Việt Nam nó giảm xuống một tí. Đấy, tuy nhiên cũng có một cái vấn đề hơi lăn tăn, đấy là vấn đề về sửa chữa thôi. Bởi vì là nếu mà bé này mà xảy ra hỏng hóc ấy thì cái việc sửa chữa tìm kiếm linh kiện là cái vấn đề mà mình lăn tăn nhất. Mình chưa biết là cái nó có nhiều linh kiện hay không nên cũng không phán. Nhưng mà lúc mà mình xem ở trên một số những cái loại xe, ví dụ như Suzuki Ertiga ấy, có một anh bị hỏng xe mà đến 9 tháng không tìm được linh kiện để thay thế. Thế thì các bạn biết rồi đấy. Ví dụ như điện thoại nhá. Con này mà giả sử như mình bị hỏng chẳng hạn, mình không tìm thấy linh kiện thay thế đúng không? Mình còn có một cái điện thoại phụ khác để mình có thể liên lạc ra bên ngoài. Chứ bây giờ ô tô chả lẽ bắt các bạn mua thêm một ô tô nữa à, nếu mà không có linh kiện thay thế, đúng nào? Đấy, thì cái đấy là cái điều mà mình lăn tăn bây giờ. Chứ còn với mức giá này mình chấp nhận bỏ qua cái yếu tố là thương hiệu Trung Quốc, rồi bỏ qua yếu tố là rủi ro để mình có thể mua con này được, bởi vì cơ bản giá nó quá ổn. Đấy, nhưng mà nói thật với các bạn chứ bây giờ tiền của mình thì mình để đi làm việc khác. Còn nếu mà có tiền thật, thì nếu mà thừa tiền ý, thì chắc chắn là mình sẽ mua, chắc chắn luôn. Đấy, mua về để review. Và khéo khi là làm review xong thì khi còn kiếm tiền hoàn lại ô tô chứ, đúng nào. Đấy, vui vẻ vậy thôi nhá. Rồi, và như vậy là câu hỏi của bạn Khắc Việt cũng là câu hỏi cuối cùng kết thúc số tư vấn điện thoại ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Nhiều khi cứ ghét Trung Quốc nhưng mà phải công nhận là bọn nó đến Việt Nam thì ở Việt Nam chúng ta mới được hưởng đồ giá rẻ. Đấy, chứ bọn nó mà không đến thì mấy ông cứ tẩy chay hàng Trung Quốc, bây giờ mà Trung Quốc nó không về Việt Nam ấy, thì có mà tất cả mọi thứ đều rắt hết.